Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn dạy hát hay của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức về thanh nhạc. Bạn đã có một bạn bạn chia bạn hỏi là bạn hỏi là làm sao trị được cái vụ mà đang bị hát bị khàn như là vướng đờm vậy thầy. Ok, bạn cover Hùng Trân. Các bạn muốn mình trả lời các câu hỏi thì các bạn nhớ suy nghĩ những câu hỏi nào hay hay nó thú vị đó mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Còn mình thấy những câu hỏi nào chung chung thì mình nó mang lại cái mình đi dạy và mình dạy qua nhiều những bạn như vậy thì mình thấy học viên của mình cần điều đó. Thì mình thấy hay mình sẽ chia sẻ lại. Bởi vì mình có kinh nghiệm dạy qua những người như vậy rồi thì mình sẽ chia sẻ lại các bạn làm sao để chị cái vụ mà hát bị khàn như là vướng đờm. Đầu tiên á, thứ nhất á là bạn phải thay đổi, phải chấp nhận thay đổi. Và thay đổi cái gì? Thứ nhất là thay đổi cái giọng nói của mình, thay đổi cái giọng nói của mình. Và thứ hai là thay đổi cái sinh hoạt của mình hàng ngày. Có thể là các bạn đã sử dụng những cái chất mà nó ảnh hưởng tới cổ họng của mình, thanh quản của mình và nó làm tổn thương. Nhưng mà phần lớn luôn là mình thấy á, là thay đổi cái cách nói. Thay đổi cách nói. Ví dụ nếu không có cái phần thứ hai thì bạn nên thay đổi cái cách nói là nói chuyện làm sao cho nó nhẹ lại. Ví dụ các bạn đừng dùng cái cổ họng mà nói. Bây giờ các bạn tập như mình đi. Các bạn nói nhẹ lại, hơi 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 yểu điệu một chút xíu. Hơi yểu điệu thuộc nữ một chút xíu đó, không sao cả. Mình nói nhẹ lại để mình làm mình hạn chế tổn thương vào trong trong cái cổ họng của mình. Giọng khàn là yếu tố rất rõ ràng là do bệnh bệnh lý, là do bạn sinh hoạt hàng ngày, là do nói hoặc là do ăn uống cuộc sống của bạn đó. Thì giọng khàn là như vậy thì chúng ta nói nhẹ lại để chúng ta giảm thiểu được cái sự tác động vào trong cổ họng của mình. Đó là cái thứ nhất, học cách nói nhẹ lại giảm thiểu. Các bạn phải có một thời gian nói nhẹ lại thôi hoặc là bớt nói lại để cho giọng mình nó trở về cái vị trí bớt tổn thương lại. Bước đầu tiên là như vậy. Ok nha, các bạn phải làm sao cho nó điều hòa cái thanh quản bằng lại hát nói nhẹ lại thôi, tránh tác động vào. Cứ mỗi lần các bạn gằn giọng hay là các bạn cố hát rồi các bạn cố tình làm cho giọng mình nó tổn thương, khi mà kỹ thuật thanh nhạc hoặc là kỹ thuật giọng nói các bạn chưa tốt thì vô tình hay nó lại tác động, nó lại cứa cứa mỗi lần hát như vậy, nó cứa vào trong cổ của mình, càng nữa càng bị viêm đi. Thứ nhất nó là như vậy đó. Rồi thì đầu tiên đó là thay đổi cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, là thói quen nói hoặc là thói quen ăn uống, là chúng ta làm cho nó tốt hơn, tích cực hơn. Rồi cái bước thứ hai để là giúp cho bạn khi hát mà không bị khàn như là vướng đàm, hát không ra hơi, nói không được, thì các bạn phải luyện luyện kỹ thuật thanh nhạc. Luyện ở đây là luyện nó đơn giản lắm. Các bạn khi các bạn hát, các bạn đừng tác động hơi thở của mình vào cổ nữa. Mình dùng đó, lẽ là có lẽ là mình nói là từng tác động hơi thở của mình vào cổ nhiều không, mình là đừng tác động hơi thở vào cổ nữa mà hãy tác động vào trong cái miệng của mình. Ok, hơi thở sẽ được đưa lên trên miệng chứ không phải là đưa lên cổ. Khi mà chúng ta nói chuyện thì bây giờ làm sao, thì chúng ta sẽ hát nhẹ lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói nhẹ lại, và thứ hai là mình tập khi chúng ta nói nhẹ là như vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện như thế này. Chúng ta đưa hơi thở của mình vào 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 miệng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, chúng ta tập nhẹ là chúng ta kiểm soát hơi thở của mình vào trong miệng chứ không phải vào trong cổ. Chắc chắn các bạn 100% khi các bạn hát, các bạn không biết hát, các bạn sẽ tác động phần lớn hơi thở của mình vào cổ. Đó là bản năng nói chuyện. Mỗi người nó sẽ có những cái bản năng nó khác nhau. Và tốt hay xấu thì nó tạo nên một cái kết quả hát hay hát không hay vậy thôi. Đó, thì cái bản năng tốt á
là chúng ta tác động hơi thở vào trong miệng với một cách nói chuyện nhẹ nhàng như thế này. Đúng không? Mình đang nói chuyện vào và cho các bạn nghe, thì các bạn cảm thấy là nếu như mình hát với cái âm lượng này thì nó sẽ đỡ tác động vào cổ hơn rất là nhiều. Đôi khi nó tạo nên cái cảm giác gần gũi và tình cảm đến với người nghe hơn. Và nó sẽ giảm tác động vào trong cổ, thì nó sẽ làm cho chúng ta không bị mất tiếng. Cái này là thay đổi thói quen ca hát. Đầu tiên chúng ta thay đổi thói quen nói chuyện, à, với giọng nói của chúng ta hàng ngày đó. Sau đó chúng ta luyện kỹ thuật thanh nhạc để thay đổi cái thói quen ca hát. Ok nha. Hai cái đó, chỉ cần hai cái đó thôi. Đó thì video này mình giúp cho các bạn có một cái hướng. Không, mình không có nói gì nó quá sâu sắc. Mình giúp cho các bạn có một cái hướng để từ đó mà các bạn tìm cái giải pháp, các bạn tập luyện trên kênh của mình. Và hãy đăng ký kênh của mình để tìm ra những cái giải pháp tập luyện. Đầu tiên các bạn phải nhớ rõ, đó chính là giảm cái giọng nói mình lại, nhỏ lại. Nói bằng hơi thôi cũng được nữa. Đừng có ngại, nếu các bạn ngại là các bạn không. Các bạn hát nhỏ thôi, bằng hơi thôi. Và hạn chế nói lại, hạn chế tác động lại, để cho giảm bớt cái sự tổn thương ở trong cái cổ họng của mình, cái thanh quản của mình, giảm bớt lại. Đó, xong sau đó rồi các bạn tập luyện kỹ thuật thanh nhạc để đưa cái cột hơi của mình lên trên miệng, chứ đừng có tới cái cổ rồi nó dừng lại ở đây, lại tiếp tục nó cứa vào cổ. No, đưa qua luôn cái cổ luôn vào trong miệng, thì lúc đó giọng hát của chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi rất nhiều. Nó không chỉ là giảm bớt cái đầu khàn, hoặc là với quá trình tập luyện, nỗ lực của các bạn thay đổi được, thế không chỉ là giảm bớt mà nó triệt tiêu hẳn cái độ khàn của giọng hát của bạn luôn. Đó, là triệt tiêu hẳn luôn, chứ không chỉ là giảm bớt. Và không chỉ như thế, mất đi cái độ khàn mà giọng của bạn á, nó còn nghe nó tình cảm, nghe nó ấm cúng hơn. Và các bạn còn được một cái yếu tố rất là hay, đó là các bạn bảo vệ cái giọng hát của mình lâu dài theo thời gian mà không sợ bị hư. Tại vì sao? Chúng ta hư giọng, chúng ta tác động vào nó một thời gian quá dài là chúng ta dục luôn cái cổ họng, không thể hát được nữa, nói cũng không được, thì làm sao hát được đây. Thấy không? Chúng ta không chỉ là triệt bỏ được cái giọng khàn mà chúng ta có được một cái giọng hát hay hơn, và chúng ta bảo vệ được cái giọng hát của mình lâu dài, thì hai cái bước đó các bạn phải làm được. Tối thiểu đó là chính là thay đổi cái thói quen nói chuyện, nói nhẹ lại, nói tình cảm đã thôi, không có cần nói to. Ok, tránh tác động vào trong cổ, triệt tiêu luôn. Và sau đó là chúng ta với lại hạn chế ăn uống những cái thứ mà nó như là rượu bia hay là thuốc lá, là gì nó ảnh hưởng tới cái phế quản, cái cổ của mình, nó cũng làm viêm, nó gây viêm, hạn chế lại. Và sau đó là chúng ta, bước thứ hai là chúng ta tập kỹ thuật thanh nhạc để đưa cái làn hơi của mình lên trên cái phần miệng của mình. Và sau đó có quá trình rèn luyện liên tục theo năm theo tháng, không khó lắm các bạn ơi, rất là khó. Cái gì chứ chỉ cái tật là nó khó cực kỳ. Và cái nói chuyện của chúng ta không tốt, nó gọi là cái tật bẩm sinh không tốt. Và để tập luyện nó, để cho nó bảo vệ được giọng hát của mình, để giọng hát mình hay hơn, và để mất đi cái sự khàn, vướng như vướng đạm, hát không được chữ nào, thì chúng ta phải bắt buộc thay đổi. Hai bước, đầu tiên là loại thay đổi cái thói quen sinh hoạt hàng ngày. Cái thứ hai là thói quen sinh hoạt này là thói quen nói và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ vân vân. Và thứ hai là chúng ta thay đổi cái kỹ thuật thanh nhẹ, và chúng ta phải học để nâng cao, biết cách sử dụng hơi thở, cột hơi, khoảng vang ở trên miệng, chứ đừng có hát khoảng vang ở cổ. Đó, thì hai cái yếu tố này nó sẽ giúp cho các bạn hát được cái bài hát giống như thế này. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn nha. Mẫu thôi nha, chứ không phải là hát như vậy nha. Ok, rồi để cho các bạn hình dung được nếu các bạn thay đổi thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào. Mình sẽ làm mẫu ca khúc Nàng Thơ của Hoàng Dũng ha. 2, 3. Em, nghe em đánh rơi nụ cười vào anh. Nhẹ nhàng nào. Có nghĩ
sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Thấy không, hơi thở của mình được lên trên miệng. Chẳng muốn rằng lòng quên hết những chờ vơ, ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ, và chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn, tình yêu này mong manh sẽ tan phá. Thôi cuộc đời xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Rồi ok, đó là những cái kỹ thuật mình đã chia sẻ. Còn nếu các bạn mà muốn tập bài hát nàng thơ này kỹ hơn thì các bạn bấm vào cái link bên đây đi, ở bên đây đi, bên đây ok, mình để lên bên đây thì các bạn bấm vào, mình đã có video hướng dẫn chia sẻ chi tiết ca khúc nàng thơ. Ok, chúc các bạn sẽ thành công, và nhớ thấy hay thì đăng ký like kênh và share video này và ủng hộ mình cùng với một cộng đồng đam mê ca hát trên kênh của mình nhé. Chúc các bạn sẽ thành công, bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.